Lạnh lạnh thế này mà xì xụp quanh nồi lẩu thì còn gì bằng nhở. Tối nay là xin chiêu đãi mọi người nồi lẩu ếch nhá. Mà đấy, kể cho mọi người nghe, mấy ngày nữa là sinh nhật bánh bao rồi. Yes. May quá, hai vợ chồng mình sáng nay vừa tìm được một chỗ tổ chức vừa rộng lại còn có luôn cả cái chỗ chơi cho bọn trẻ con. Đấy, sau khi bánh bao đổi 7749 kiểu, ngồi đứng rồi lăn lê bò xoài đủ cả, thì cuối cùng là khách nhà tôi đến rồi các bác ạ. Ôi giời, nói là khách chỗ ếch xà lách chứ đây á, toàn là mấy nhà bạn thân ở ngay tòa bên cạnh, gọi phát là chúng nó có mặt liền đấy mà. Đấy, lợi ích của việc cưới cùng nhau, đẻ con đến xem nhau, sao còn ở gần nhau, chính là cuộc vui nào cũng đủ cả. Rồi, bây giờ đến hẹn lại lên nhở. Vào chỗ bắt đầu thôi các bác ơi. Hôm nay là xin giới thiệu mọi người hai ca sĩ cây nhà lá vườn và cái quả loa di động kèm hai mic JBL bạt tiết box on the go. Ông quyền sách về từ tháng trước để phục vụ cái sự nghiệp văn nghệ văn gừng của hai bố con nhà ông ấy. Đỉnh không, chất âm hay dã man ý. Xong rồi là tiện cực nhá, phát bài hát của Bluetooth. Thế này mà cuối tuần mang đi dã ngoại hát hò thì vui phải biết ấy. Này chơi nhà tận 6 giờ cơ. Bánh bao mở lại show nhà không mà thoải mái. À đấy, hôm nay là chị bánh bao còn giao lưu với cả khán giả đấy này. Alo. Đấy, rồi trong cái buổi tối này, ca sĩ bánh bao nó cũng trình diễn trên dưới chục bài đấy chứ. Ôi giời, đam mê lắm, nuốt mic từ đầu đến cuối cơ mà. Bye bye.